À, chị ra đi chơi ha. Chị quay em nhổ ra muống nha em. Nhưng không có gì ngại không? Chị có quen cái chị bên trồng rau ở bên Tân Hiệp á, chị nói chị trồng bông ở Sơn Thủy Đông mà không biết trồng kiểu nào. Chị làm rau ở bên Tân Hiệp. Chị gái chị được ạ? À? Anh được hay chị được? À, chị dâu. Chị dâu hả? Chị dâu thứ 8. Dạ. Được nó hình như thứ thứ 11 phải. Dạ. Em trông này giống chị vợ anh được, em tưởng là chị gái vợ anh được cơ. À, nói mình với nó hơi giống giống hả? Dạ. Chị em bạn dâu. Người thứ 8, người thứ 11. Đó, mấy bà già xưa mấy bà đẻ sai quá ha. Sành sai. Cái này em bỏ trong siêu thị hả? Dạ, là xí nghiệp ấy. Ờ, xí nghiệp. Tôi muốn nhổ xong rồi cắt ra nhìn. Quê em ở ngoài Bắc hả nào nha em? Dạ, em ở ngoài Bắc ạ. Ở Bắc, ở gần Lăng không? Ờ, ở gần Lăng Bác không? Dạ, còn xa lắm ạ. Còn xa lắm ạ. Còn 200 cây nữa. Ờ, 200 cây cũng gần mà. Dạ. Cũng gần... gần Bắc. Ngày đó chị đi 13 ngày. Chị đi du lịch đó, chị đi đi tỉnh đi Hạ Long ạ. À? Từ Nam ra Bắc á. Dạ, đi du lịch Hạ Long này là đi đâu ạ? Đi Hạ Long, đi Hạ đi Móng Cái, đi qua Trung Quốc. À, đi qua Trung Quốc luôn. Dạ. Em không tiếng ở Bắc vậy đó được đi ra Hạ Long đâu. Ờ à, đúng rồi, ta là dân thành phố. Em nông thôn ấy, đọc ở nhà cái ruộng này, ở nhà có được đi đâu này vào đây thì đi vào đây vậy, chưa ở Bắc thì có được đi đâu đâu. Rồi rồi, em có đi ấy không? Em có đạo không? Em cũng ông bà, đạo cũng ông bà đâu. Ờ, cũng như là đạo thời cha kính mẹ thôi. Vâng. Phải không? Dạ. Vậy là đạo. Đạo Phật với thỉnh thoảng đi chùa để mình cũng ông bà nhà. À. Thì đúng rồi, cũng y như mình ở đây, người nào Phật tử đi vô Phật tử thì vô, còn mình đi chùa thì mình cúng ấy. Đạo thờ cha kính mẹ thường thường ở ngoài đó. Cũng có đạo Thiên Chúa nhiều ấy, nhưng mà nhà chúng em ông bà này thì mấy đời cũng không có đi theo đạo đó nên là mình theo ông bà, đã ông bà. Đúng rồi. Vừa rồi chị đi Quảng Bình nhé, chị ghé đi qua Quảng Bình, chị ghé cái nhà thờ. Thì nói chung ra mình đạo Phật à, vô nhà thờ mình cũng vô nhà thờ. Yeah. Mình chơi với bạn mấy người Bắc á, người ta có đạo á. Yeah.
Khi bạn bè, chồng bạn bè chết á, vô quá hả, nhà thờ làm lễ á, mình cũng đi vô, mình thấy người ta đứng, mình đứng, thấy người ta phanh tay, mình phanh tay. Thỉnh thoảng Noel này cũng đi vào nhà thờ xem mình chơi vậy. Có sao đâu, cũng như là ân trên mà phải không? Đạo nào cũng có cái ân trên hết á. Nếu mà đạo mà lành mạnh thì tốt, thì nghĩ tốt cho cha mẹ ông bà, giữ cái đức tín thì mình cũng đâu có sao đâu. Đạo Phật mình, đạo bên Thiên Chúa, họ cũng dạy con người được biết ra sống có tâm có đức, về sống làm người tốt á. Hôm tháng 7 chị có đi ra ngoài Quảng Bình á. Dạ. Chị đi du lịch 10 bữa. Dạ. Đi ra ngoài Quảng Bình. Quảng Bình xong cái dịch á, mua vé lên động không, mua vé lên Bà Nà. Dạ. Cái là trả vé lại, trả phòng lại, lọt lo dọt về thành phố để sợ bắt giữ lại á. Bữa 24 tây tháng 7 á. Chị dẫn ông xã chị đi nè, ông xã chị tai biến á. Đi xe 50 chỗ rồi hả, đã đi tới hai đoàn xe lận, mình đăng ký mình đi. Chị là thứ mấy? Thứ 8. Thứ 8 à? Rồi anh được thứ 9? Được thứ 11 lận. Rồi. Có người thứ 10, người thứ 10 thấy dưa phụ á là anh rể. Người thứ 10 là em gái. Người thứ 9 là người con gái. Mập mập hay trước hay đi cắt cỏ bò ấy, năm nay nghỉ rồi. Úc Phương. Úc Phương.